Thế thì cho chị hỏi tí là em biết cái khóa học ở bên kế toán Việt Hưng qua Facebook hay là bạn bè giới thiệu cho em ấy nhỉ? Em tìm hiểu trên mạng thôi, tại vì cái lúc ấy thời gian của em khá là gấp nên là em lên em sợ à không em lên em sợ thì em ra một cái bên khác, nhưng mà cái chị ở bên họ hàng nhà em ở ngoài kia ấy, thì trước chị đi học ở bên này rồi nên là chị giới thiệu cho em, thì em đăng ký ở trên qua mạng. Là có người giới thiệu qua đúng không? Thế thì cái khóa học của mình em thì em đã nắm bắt được hoàn toàn cái nội dung mình học chưa? Rồi chị ạ, nói chung là em biết nhiều hơn là khi trước khi Thế thì trong quá trình dạy thì giáo viên ở trung tâm có nhiệt tình với em không? em cảm thấy là rất là nhiệt tình ấy chị. Em hỏi gì thì cũng trả lời. Ừ, đấy là cái trách nhiệm của bên trung tâm là giáo viên đấy. Thì có sau khóa học này em tự tin để làm trên doanh nghiệp của mình chưa? Dạ em nói chung là em tự tin hơn trước thôi, tại vì là em chưa làm bao giờ nên em vẫn cần sự hỗ trợ của chị. Ừ, cái đấy là chắc chắn rồi. Học xong khóa học nhưng mà bọn chị không thể bỏ em được. Học xong khóa học rồi thì bọn chị vẫn cứ bám sát em, ví dụ như là có những cái vấn đề gì em thắc mắc hay là em cần hỗ trợ ấy thì bọn chị vẫn vào để hỗ trợ cho mình ấy. Đấy. Nhưng mà trong quá trình làm thì vẫn cứ phải cố gắng ôn lại những cái nội dung mình đã được học ấy nhá. Cái quá trình học của chị và em cũng là giữa giáo viên và học viên và bên trung tâm ấy, thì em có cần góp ý gì thêm không? Nói chung là em thấy là bên mình làm nói chung là đưa ra một cái giáo trình rất là tốt, cả giáo viên cũng rất là tận tình nữa, nên em nghĩ là không cần góp ý gì đâu. Tại vì là với người mà học xa như em ấy, mà học online mà học đúng như thế này thì em nghĩ là rất là tốt rồi. Còn tại vì là nếu mà người mà không biết gì mà thường là họ sẽ tìm đến các trung tâm để họ học là chính nhất, mà em không em ở xa mà bên mình ở Hà Nội mà em học cùng như này thì em thấy là rất là tốt rồi ạ. Có rất nhiều học viên tin tưởng bên chị ấy, nói chung là học online một kèm một thì nó sẽ chất lượng hơn với cái học trực tiếp. Học trực tiếp thì một giáo viên có thể dạy mấy học viên đấy thì người ta không thể kèm được, còn với cái trường hợp một kèm một như thế này thì nó vừa tiện cho mình lại cũng là tiện cái công đi lại, thứ hai nữa là nó sẽ hỗ trợ em nhiều hơn đúng không, bám sát em nhiều hơn đấy. Ok, chị cảm ơn em. Thì trước khi vào khóa học thì chị phải khảo sát mấy câu hỏi như thế để xem cái tinh thần học viên có nắm bắt được khóa học của mình không ấy. Rồi ok, chị cảm ơn nhá. Dạ em chào chị. Ok, bye bye. Dạ.